Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế hôm nay ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn là một số tin trong nước đáng chú ý. Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội. Áp dụng tờ khai y tế với toàn bộ khách nhập cảnh từ Hàn Quốc. Gần 93.000 sản phẩm bất động sản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thưa quý vị khán giả, trong hai ngày 24 và ngày 25 tháng 2 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì tổ chức hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN-SOCA. Nội dung hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN và hội nghị hẹp SOCA. Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, đại biểu các bộ lao động, thương binh xã hội, ngoại giao, công an cùng các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. Hội nghị cũng tập trung xem xét thảo luận về đề cương, các chỉ số đánh giá cũng như lộ trình và nội dung chính sẽ được xây dựng trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, trên cơ sở đó thực hiện đánh giá cả ở cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020 để làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng trong giai đoạn tới. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, vào sáng nay ngày 24 tháng 2, Bộ Y tế cho biết đã chính thức triển khai khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh từ Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng nhanh chóng. Đến sáng nay là 602 ca, trong đó 6 ca đã tử vong. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị áp dụng tờ khai y tế bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc tại tất cả các cửa khẩu, bắt đầu từ 15 giờ ngày 23 tháng 2. Theo đó, kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh có trách nhiệm chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế để điền vào tờ khai y tế khi làm thủ tục nhập cảnh đối với hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, khó thở, viêm long đường hô hấp, kiểm dịch viên y tế cần áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định, đưa vào khu vực cách ly, khám sàng lọc và báo cáo kịp thời với các cơ quan hữu quan. Thì cái động tác đầu tiên ấy mà Bộ Y tế làm ngay ấy, đó là gì? Đó là triển khai về cái tờ khai y tế. Bởi vì đây là thẩm quyền của Bộ Y tế theo cái thông tư quy định của Bộ Y tế hướng dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Và đã yêu cầu là triển khai ở tất cả các cửa khẩu, mà hiện nay báo cáo với Phó tướng ấy, là các chuyến bay từ Hàn Quốc về rất là nhiều. Đến tối qua chúng tôi điện nhắc tất cả các cửa khẩu là phải tiến hành ngay theo quy định của Bộ Y tế. Báo cáo chính như vậy, chứ không phải là đợi đơn vị này kiến nghị hay đơn vị kia kiến nghị, báo cáo chính là không có chuyện đó. Bộ Y tế cũng cho biết sinh phẩm y tế như test kit dùng để chẩn đoán nhanh COVID-19 hiện đã được WHO cung cấp đến 10.000 bộ. Việt Nam cũng đã có 22 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm và đạt tiêu chuẩn của WHO. Vì vậy, ngành y tế khẳng định hoàn toàn đủ năng lực xét nghiệm cả trong trường hợp số ca nghi nhiễm tăng nhanh chóng. Sau mấy ngày không còn bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 thì thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục tiếp nhận và cách ly 5 trường hợp nghi ngờ với dịch bệnh này. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 2, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 5 trường hợp người Việt Nam có những triệu chứng nghi ngờ với COVID-19. Các bệnh nhân này đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, với sức khỏe tạm thời ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ. Hiện thành phố Đà Nẵng cũng đang giám sát tại cộng đồng có 10 trường hợp với tình trạng sức khỏe bình thường. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng cho biết từ ngày 20 tháng 2, Bệnh viện 199 Bộ Công an bắt đầu tiếp nhận thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 42 trên 63 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có thực hiện báo cáo, Bộ Xây dựng vừa công bố số lượng bất động sản được Cục Giám định Nhà nước và Chất lượng Công trình Xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng đến hết năm 2019. Cụ thể, có 83.499 căn nhà ở, 5.158 căn hộ du lịch, 4.308 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Hết năm 2019, lượng giao dịch bất động sản bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú có tổng cộng 18.329 giao dịch bất động sản thành công. Riêng tại Hà Nội có 3.099 giao dịch thành công. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 5.142 giao dịch thành công.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường 10 thành phố Vũng Tàu cho biết, qua công tác kiểm tra quản lý đã phát hiện gần đây trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nổi lên tình trạng có đối tượng lợi dụng những khu đất trống chưa được chủ đất nên đã tìm cách giả mạo giấy tờ về nguồn gốc đất, sau đó mang bán giấy tay cho người dân với giá rất rẻ. Theo Ủy ban Nhân dân phường 10, đây là tình trạng đáng báo động, gây xáo trộn, mất an ninh trật tự trên địa bàn, tác động xấu đến tình hình quản lý đất đai, xây dựng của địa phương, nguy cơ dẫn đến các tranh chấp hết sức phức tạp. Thực tế khi người mua đến nhận đất và tác động làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, lúc đó phường mới biết để thu thập thông tin liên quan và xử lý. Tại buổi làm việc thì ông Long cố tình vắng mặt, không phối hợp để làm việc. Do đó đơn vị công an đã tiến hành mời ba đối tượng trên về trụ sở công an để lấy lời khai. Một vụ việc khác điển hình hơn là ngay trong dự án khu tái định cư 10 ha, diện tích đất sạch đã được bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện dự án. Thì có một đối tượng đứng ra nhận, đấy là đất của mình, và đã có cái động thái chửi bới, đe dọa hành hung đối với người của đơn vị thi công. Và chúng tôi cũng mời về trụ sở Ủy ban phường làm việc, khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ có liên quan thì đối tượng này bỏ đi. Tại thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 3 công nhân đang tổ chức xúc cát đổ từ vị trí này sang vị trí khác để san lấp mặt bằng. Ngoài ra, hiện trường trên đất có cắm 2 cọc bê tông có dấu hiệu phân lô bán nền. Hành vi mà giả mạo giấy tờ để xây dựng trên đất của nhà nước, đất nhiễm của nhà nước, đấy phải có những cơ quan chuyên môn thì người ta mới rà soát được. Tuy nhiên về phía chính quyền thì chúng tôi cũng yêu cầu phải rà soát. Anh không chứng minh được giấy tờ đất là chúng tôi phải xử lý về vi phạm hành chính xây dựng trước. Thế còn các cái vấn đề về sau lấn chiếm đất sau thì sau khi có kết quả điều tra chúng ta sẽ xử lý. Những năm gần đây, khi các dự án đường cao tốc được thực hiện, việc giao thông đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất thuận lợi nên người dân đổ về Bà Rịa Vũng Tàu mua đất nhiều. Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trở nên rất sôi động. Qua đây, các cấp chính quyền cũng khuyến cáo người dân khi mua đất nên tìm hiểu thông tin chính xác về mảnh đất mình mua, tránh gây thiệt hại cho người dân sau này. Chuyển sang phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý. Mỹ và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng chiến lược. Phe bảo thủ Iran tuyên bố thắng cử. G20 thông qua chính sách hạn chế tác động của dịch COVID-19. Hôm nay ngày 24 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ. Chuyến thăm của ông Trump được xem là một cơ hội tốt để hai nước tăng cường quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai, cũng như phát đi một thông điệp rõ ràng về sự hợp tác ngày càng sâu rộng vì các lợi ích chung trước những diễn biến địa chính trị quan trọng ở khu vực. Địa điểm đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn đặt chân đến Ấn Độ chính là quê hương của Thủ tướng Narendra Modi, bang Gujarat. Giới chức Ấn Độ cho biết đã chuẩn bị một sự kiện mang tên Namaste Trump, chào đón Ngài Trump, với sự tham gia của 125.000 người để tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ. Sự kiện này cũng tương tự sự kiện Howdy Modi do cộng đồng người Mỹ gốc Ấn tổ chức để vinh danh Thủ tướng Modi trong chuyến thăm thành phố Houston, bang Texas vào tháng 9 năm ngoái. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô New Delhi vào ngày 25 tháng 2, tập trung vào một loạt vấn đề song phương và khu vực bao gồm thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, chống khủng bố, an ninh năng lượng, tự do tôn giáo, giao lưu nhân dân, thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Taliban ở Afghanistan và tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây sẽ là cuộc gặp thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo trong 8 tháng qua. Hai bên dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận quốc phòng nhân chuyến thăm này. Tại sự kiện kỷ niệm Ngày Người Bảo vệ Tổ quốc do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội, theo đó trang bị các vũ khí và trang thiết bị mới nhất. Tổng thống Putin cho biết, Nga có kế hoạch tăng cường hơn nữa tiềm lực của các lực lượng chiến lược, trang bị các loại vũ khí và thiết bị kỹ thuật mới nhất cho tất cả các quân chủng, trong đó có các hệ thống laser và siêu thanh, cũng như các hệ thống có độ chính xác cao. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nhiều loại vũ khí của Nga chưa có mẫu tương tự trên thế giới. Theo nhà lãnh đạo Nga, một số mẫu vũ khí tân tiến đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang đưa vào sẵn sàng trực chiến liên tục. Ông Putin đánh giá tất cả những vũ khí này sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho nước Nga. Ngày Người Bảo vệ Tổ quốc của Nga 23 tháng 2 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm lớn tri ân những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc,
Năm nay, ngày lễ này được kỷ niệm trọng thể tại các thành phố được phong danh hiệu anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến năm 1945. Các đơn vị quân đội tại Moscow và nhiều thành phố lớn tổ chức bắn đại bác và pháo hoa nhân ngày này. Hôm qua, phe bảo thủ tại Iran đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra cuối tuần qua ở nước này. Đây là cuộc bầu cử có lượng cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nhất kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Bộ Nội vụ Iran đã thông báo kết quả kiểm 95% số phiếu trong số 208 đơn vị bầu cử, tuyên bố tên của ứng cử viên giành chiến thắng, song không nói rõ tư cách chính trị của các ứng cử viên này. Trong khi đó, hãng thông tấn Fars đưa tin các ứng cử viên ủng hộ đường lối bảo thủ đang dẫn đa số khi đã giành được 191 trên tổng số 290 ghế trong Quốc hội. Đáng chú ý, phe bảo thủ đã giành thắng lợi tuyệt đối với 30 trên 30 ghế tại khu vực bầu cử thủ đô Tehran. Về tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội thấp hơn dự kiến, chỉ đạt 42,6%, Bộ Nội vụ Iran cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Iran đã và đang trải qua một số sự kiện quan trọng trong thời gian gần đây, từ vụ máy bay chở khách của Ukraine bị bắn nhầm hồi đầu năm nay, tình hình thời tiết xấu, cho đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hôm qua, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã đạt nhất trí về các chính sách để kiểm soát và hạn chế tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út Mohammed Al-Jadan cho biết các nước thành viên của G20 ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiềm chế dịch bệnh hiện nay. Các nước nhất trí tiếp tục tăng cường kiểm soát các nguy cơ và tiến hành nhiều biện pháp nhằm tránh tác động tiêu cực của COVID-19 đối với nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, ông Paolo Gentiloni, ủy viên cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách về kinh tế, đã nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác để hạn chế tác động của dịch bệnh này trên toàn thế giới. Chúng tôi nhất trí tiếp tục giữ liên lạc giữa các thành viên G20 trong những tuần tới để cập nhật về triển vọng kinh tế. Các quan chức đã kêu gọi các nước thành viên thực hiện việc nới lỏng chính sách tiền tệ có chừng mực và chính sách tài khoá chủ động, đồng thời áp dụng một hệ thống thuế kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ trên thế giới để tập trung nhiều nguồn lực hồi phục nền kinh tế toàn cầu. Chủng virus corona mới đây, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản ở trung tâm thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Nhận định này vừa được đưa ra trong nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Não Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ngày 23 tháng 2, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu gen từ 93 mẫu virus corona mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thu thập ở 12 quốc gia trên thế giới, nhằm nghiên cứu các nguồn lây nhiễm và cách thức lây lan của loại virus này. Kết quả cho thấy, nguồn bệnh không xuất phát từ khu chợ hải sản Hoa Nam ở trung tâm thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, mà do một bệnh nhân số 0 nào đó đã mang virus tới đây, và sau đó khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém đã trở thành môi trường thuận lợi để virus lây lan trong người dân. Theo các nhà khoa học, các nghiên cứu nhằm xác định cụ thể liệu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán có phải nơi khởi nguồn duy nhất của dịch bệnh hay không, có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm nguồn gây bệnh cũng như xác định vật chủ trung gian. Nhờ đó có thể kiểm soát COVID-19 và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trở lại. Hàng nghìn người trong trang phục hóa trang sặc sỡ đã tập trung để nhặt những gói cá trích được ném xuống từ quảng trường thị trấn Đăng Cực ở miền Bắc nước Pháp hôm 23 tháng 2. Đây là phong tục của lễ hội đường phố cổ xưa nhất tại Pháp. Từ ban công tháp chuông Đăng Cực, nơi được công nhận là di sản thế giới, thị trưởng Patrick Vergriet và các khách mời đã ném hàng trăm cân cá trích xuống đám đông đang reo hò dưới quảng trường. Các nhà tổ chức ước tính có khoảng 40.000 người tham gia lễ hội năm nay. Thật xúc động, đây chính là lòng nhiệt thành của người dân Đăng Cực. Thật tuyệt khi ở bên nhau, cùng ăn mừng và chia sẻ với nhau. Điều kỳ diệu này chính là Đăng Cực. Những người tham gia lễ hội cũng nắm tay nhau diễu hành qua các con phố trong tiếng nhạc của các nhóm nhạc truyền thống của địa phương. Lễ hội hóa trang Đăng Cực được tổ chức từ năm 1676 khi những người ngư dân tổ chức ăn uống và vui chơi trong 3 ngày liền trước khi bắt đầu chuyến đi biển kéo dài nhiều tháng. Đến đây, thời lượng bản tin trong nước và quốc tế tối thứ hai, ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.